cửa hàng nhà động cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nhé mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích và siêu phẩm nhé mọi người. Đó, mẫu cưa hạng tầm trung, nòng đứng nhé mọi người. Thì em này đến từ thương hiệu của Estin nhá. Đó, mã số của em này là MS230C nhá. Đó. Em này là hàng bãi nội địa Nhật đấy, và được xuất xứ tại Đức và đời mới nhất bây giờ nhé mọi người. Đó. Mẫu này thì được sản xuất năm 2015 nhé mọi người. Đấy, đây, thông số của máy đây mọi người. Được sản xuất vào tháng 11 năm 2015, tính ra là đầu tháng đầu năm 2016 rồi mọi người ha. Đó, rất là mới, chỉ cách đây 6 năm thôi. Và 40,2cc nhé mọi người. Đó, mẫu này thì dành cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà, thích hạng mạnh, gọi là hạ gốc cây cắt này nọ tầm trung. Còn anh em nào mà đi cưa khai thác, làm hàng nhỏ, mình sử dụng em này cũng vừa tay, vừa tầm nhé mọi người. Đó, trọng lượng của em này là 4,9kg đầu máy này. Đó, đầy đủ tất cả làm xích em này trên 5kg một chút ha. Đấy. Đây. Thì cái đời này đặc điểm nó khác với đời mới bây giờ là như thế nào. Đấy, thì nó sẽ có những đặc điểm chức năng như sau. Đấy, trước tiên thì anh em có thể thấy nhìn vào cái hộp giật này. Đó, hộp giật này nó thiết kế cho anh em là hộp giật hợp kim nha. Đó, bằng nhôm nha mọi người. Và thứ hai nữa là nó thiết kế cho mình cái bộ giật trợ lực lớn. Đó, hộp giật này là hộp giật trợ lực nha mọi người. Anh em chỉ việc kéo nhẹ là đổ, dành cho những kể cả chú nào có tuổi mình cũng sử dụng được nha mọi người. Đó, còn những cái đời mới mà anh em mua mà được sản xuất tại Trung Quốc bây giờ ấy, đấy, thì cái hàng đó nó không có trợ lực, nó giật thường trực tiếp luôn. Đó, nhưng mà đời này là nó có trợ lực, chỉ cần kéo thả ra cái là nổ nha mọi người. Đó, và đời Estin hàng bãi là nó MS230C, còn đời hàng đời mới bây giờ nó chỉ là 230 thôi nha mọi người. Đấy, là cái một cái đặc điểm là anh em thấy khác rồi ha. Rồi, cái thứ hai nữa là cái đời hàng bãi này nó thiết kế thêm cho mình cái núm bơm xăng này. Đó, anh em thấy không? Thì cái núm bơm xăng này nó giúp cho anh em là nhạy nổ hơn. Đấy, so với là đời không có núm bơm. Đấy, là cái này nó bơm xăng lên nó nhanh, nó nhạy nổ hơn ha. Đó, và thứ ba nữa là cái ốp lam của nó này. Đó, là cái ốp lam này nó vặn trực tiếp bằng tay nhá mọi người. Đấy, để tăng xích tại má ốp lam luôn. Đó, rất là thuận tiện. Đấy, còn đời mới là anh em xài gọi là đời mới giờ anh em xài là vặn bằng khóa nha mọi người. Đấy, bằng khóa cờ lê 19 ha. Đấy, còn cái này là vặn bằng tay luôn, tăng xích hay tất cả là mọi thứ, cái gì cũng làm bằng tay hết nha mọi người. Đấy, rồi, đấy là những cái đặc điểm khác để so sánh cho anh em vậy ha. Rồi, thì chức năng của em này thì nói chung là dường như là đầy đủ hết rồi. Đó, thắng xích này nó là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết nha mọi người. Đấy, và tình trạng máy dường như là rất là đẹp, nhật quên xài nhá. Đây, anh em thấy không? Rất là mới nha mọi người. Anh em mà thích hàng bãi Estin ấy, mua về sưu tầm trưng bày mình sử dụng em này cũng khỏi suy nghĩ luôn nha mọi người. Đấy. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 45cm mà cắt cây là 40 nha mọi người, xích 91 nha. Đó, lam xích rất đẹp này, đầu rãnh lam chưa có dập đầu, chưa có tè. Nước sơn nhãn hiệu này, hãng hiệu còn nguyên trên cây lam này. Đó, mặc in gạc mani nha mọi người. Đấy. Lam này, nước sơn này, đầu chưa dập chưa tè nhá. Xích của nó là xích 91 nha mọi người, xích rin luôn nha, Estin nhá. Đấy. Xích cũng còn khá dày nha mọi người. Đấy, xích này thì bên em sẽ rũ sẵn về anh em chỉ việc cắt thôi. Ốp lam đây, vừa giới thiệu cho anh em đấy là vặt bằng tay nhá mọi người. Đấy, nói đến thương hiệu Estin này anh em biết rồi. Đấy, từ tất cả các con ốc, từ tất cả các má ốp đều có ký hiệu riêng của nó nha mọi người. Đây như Estin này anh em nhá. Đó, má ốp này, đó, tất cả gì hết nhá. Đây, anh em nhá. Đây. Lốc lát ở dưới đều dập hết nha mọi người. Đấy, từ các con ốc nó đều dập ha. Đấy, thì bên phía mặt má ốp lam này thì rất là thuận tiện dành cho anh em mà gọi là nếu sử dụng gia đình ấy, nhất là những chú nào có tuổi mình sử dụng mẫu này rất là tiện đấy. Và thứ hai là anh em thợ cưa cũng vậy, leo trèo này nọ này là mình trên cây không cần phải xài khóa, mình vặn bằng tay mình tăng giảm xích thoải mái luôn. Đấy, là ốp này rất là sướng nha mọi người. Đấy, là lốc mặt tiền đây, tình trạng máy là zin nguyên bản nhé mọi người. Đó, bảo hành bao lột lòng 12 tháng nhé. Anh em mua về sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy, buji, rũa, tip và buji. Đó, lốc mặt tiền đằng trước đây nó hơi úa mặt cưa xíu. Đây là nó ngày xưa nó có một cái tem này, tem mà nó là tem mã vạch ấy mà nó bị bay rồi. Đấy, đây còn rất là đẹp hai nha ha. Đó, đây là nắp bình chứa nguyên liệu là nhớt thải bôi trơn lam xích, nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, bên phía má hộp giật đây này, hộp giật rất là đẹp nha anh em. Hộp giật này, hộp giật hợp kim nha. Đó, hộp giật nhôm với mọi người. Đấy. Đây, nhãn hiệu còn nguyên này, Estin MS230C ha. Đó. Mặt đằng sau đây, tem hướng dẫn sử dụng này. Anh em nhá. Đó. Mua về sưu tầm, trưng bày khỏi suy nghĩ. Lâu lâu bên cửa hàng em mới về được một em máy gọi là xuất sắc đẹp như thế này nha mọi người. Đó, không phải lúc nào cũng có hàng mẫu trợ lực này cho anh em ha. Rồi.
giờ sẽ mở bộ phận bên trong cho anh em xem này. Đó. Màng lọc đây nhá mọi người. Đó, màng lọc thiết kế cho anh em là một màng lọc lưới nha mọi người. Đó, ôm kín vòng cung này. Đó anh em thấy không? Chống bụi tuyệt đối ha. Đấy, những cái bụi nhỏ nhất có thể bay qua thôi, còn bụi to là ở ngoài. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chế xăng này. Đó, hai con ốc này, trắng tinh chế xăng này. Từ các con vít từ các con ốc này anh em thấy không? Lò xo này. Đẹp xuất sắc nha mọi người. Đấy. Rất là mới nha mọi người. Đây là cái quả chân trắng này là quả băng phong nhá. Quả này là quả lấy khí trời vào cái bình xăng lớn này là giúp nó ổn định máy ha. Nó hoạt động máy nó dễ dàng hơn. Đấy, giờ sẽ ráp lại và khởi động cho anh em nghe cái máy. Anh em nào cảm thấy kết cái máy cơ xích Estin MS230C siêu phẩm này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289101 đặt hàng nha mọi người. Đó, em này phải nói là dường như là Nhật quên xài, đẹp 90% nha mọi người. Đấy, anh em nào ưng, cảm thấy ưng mình liên hệ qua số điện thoại của em ha mọi người ha. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe nhá. Đó, đời này có trợ lực này, anh em chỉ kéo nhẹ nổ này. Đó. Đó, nhẹ nhàng anh em công tắc này. Đẩy lên là tắt, đẩy xuống là xài bình thường. Đấy, anh em này. Chỉ chú nào có tuổi mình cũng sử dụng được nhá. Kéo lên này, thả ra nổ. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Đó, còn những cái đời thường là anh em giật là coi như mỏi tay luôn ha. Đấy, đời này là nó thiết kế trợ lực. Quá nhẹ nhàng, quá đã rồi. Không có một tiếng động nào nhiều luôn. Ganti rất là êm ấm, máy rất là bốc nha mọi người. Nói chung là nói thương hiệu Estin thì anh em biết rồi. Đấy, một thương hiệu rất là đang thịnh hành và nổi tiếng đấy, tại các khu vực như miền Nam mình ha. Và nó đang trải dài qua tất cả các khu vực khác nha mọi người. Đấy, nói chung là Estin này xài vòng tua rất là lẹ. Thứ hai là máy nó ổn định, nhạy nổ, đấy, dễ sử dụng, dễ xài. Đấy. Và cái đời mà đời 230 này thì anh em biết rồi, đời cao nhất rồi. Nên anh em xài thì cực kỳ yên tâm ha. Xài gia đình hạ gốc này nọ là khỏi suy nghĩ luôn. Đấy, chú nào có tuổi thích hạng mạnh sử dụng em này. Kéo nhẹ nổ nha mọi người. Không cần dùng lực nhiều. Trợ lực rất là đã luôn. Ganti cực êm luôn. Rất là nhẹ nhàng nha nha. Okay. Em Estin MS230C nhé mọi người. Đời 2015 nhé, 40,2cc. Anh em nào cảm thấy kết là máy cơ xích siêu phẩm này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289101 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé.